Sau hai trận đấu không được thành công tại Premier League khi chỉ giành được có một điểm, Manchester United sẽ trở lại đấu trường Carabao Cup, nơi mà họ đang tiến gần với danh hiệu đầu tiên của mùa giải hơn bao giờ hết. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ hành quân đến sân vận động City Ground để làm khách trước Nottingham Forest tại bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn vào lúc 3 giờ rạng sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 1. Với việc rất nhiều đội bóng lớn đã rời cuộc chơi, đây chính là cơ hội để Quỷ Đỏ thâu tóm danh hiệu đầu tiên sau hơn 5 năm và cũng sẽ giúp các cầu thủ tìm lại hưng phấn sau hai trận đấu thất vọng vừa qua. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn đến ngay với chương trình nhận định trước màn so tài giữa Nottingham Forest và Manchester United trên kênh sóng của Random Football. Sau chuỗi trận thắng liên tiếp kể từ khi mùa giải trở lại sau World Cup 2022, đội chủ sân Old Trafford đã phải trải qua hai trận đấu không thật sự thành công. Đó là việc bị Crystal Palace cầm hòa 1-1 và bị đội đầu bảng Arsenal đánh bại 3-2. Tất cả đều diễn ra ở những phút cuối cùng. Tuy vậy, Quỷ Đỏ vẫn giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League và tạm thời yên tâm hướng đến đấu trường cúp. Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ trong vòng một tuần để nhường chỗ cho Carabao Cup và FA Cup. Trong đó, Cúp Liên đoàn chính là nơi Man United có cơ hội lớn nhất để giành lấy danh hiệu đầu tiên sau hơn 5 năm và cũng là lần đầu tiên dưới triều đại của Erik ten Hag. Tại vòng bán kết Carabao Cup, các đội bóng sẽ thi đấu hai lượt trận đi và về. Ba đối thủ còn lại trên chặng đường chinh phục chiếc cúp này của Quỷ Đỏ chính là Nottingham Forest, Newcastle United và Southampton. Trong đó, The Forest chính là câu lạc bộ sẽ chạm trán Man United vào rạng sáng thứ Năm này. Với việc cả Man City, Arsenal hay là Liverpool đều đã rời cuộc chơi, cơ hội để thầy trò 10 khó hoàn thành mục tiêu giành lấy danh hiệu tại mùa giải năm nay đang rộng mở hơn bao giờ hết. Thiếu gia Tân Thành có thể là đối thủ khó chịu, nhưng xét về chất lượng nhân sự, rõ ràng đội chủ sân Old Trafford chẳng việc gì phải sợ gã nhà giàu mới nổi này. Trận hòa trước Crystal Palace cùng với thất bại vừa qua trước Arsenal đã chỉ ra vấn đề của Man United, đó chính là việc họ đang cạn kiệt thể lực do phải cày ải liên tục trong thời gian vừa qua. Lịch thi đấu kinh hoàng vẫn đang chờ đợi ở phía trước, vì vậy cựu thuyền trưởng của Ajax Amsterdam cần tận dụng những đấu trường cúp để giúp các trụ cột nghỉ ngơi, nhưng vẫn có thể giành kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Erik ten Hag rất tôn trọng từng đấu trường mà đội bóng tham dự, vì vậy không hề có khái niệm buông với nhà cầm quân 52 tuổi. Nhưng bây giờ là lúc ông cần thể hiện tài thao lược của mình để có thể đảm bảo lực lượng và giữ cho đội bóng vẫn đi tiếp vào vòng trong. Về tình hình lực lượng, ngoài Donny van der Beek phải nghỉ hết mùa, Quỷ Đỏ cũng sẽ không có sự phục vụ của Diogo Dalot cùng với Anthony Martial do chấn thương. Trong khi đó, sau khi bị treo giò ở trận gặp Arsenal, Casemiro được dự đoán sẽ trở lại trong đội hình xuất phát để giúp Man United giành lợi thế trước trận lượt về. Với việc phải thi đấu liên tục hai trận vừa qua, bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez cùng với Rafael Varane nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ. Đội trưởng Harry Maguire cùng với Victor Lindelof sẽ trở lại đá chính. Cùng với đó là Tyrell Malacia thay thế cho Luke Shaw bên hành lang trái. Aaron Wan-Bissaka đã có một trận đấu rất cố gắng trước Arsenal, nhưng anh cũng đã mắc một vài sai lầm dẫn đến bàn thua của đội bóng. Việc phải cày ải liên tục vừa qua có thể là nguyên nhân khiến Thánh Soạc không giữ được sự tập trung tốt nhất. Trong tay của Erik ten Hag vẫn còn Brandon Williams, người có thể chơi ở cả hai hành lang cánh, có thể là sự lựa chọn hợp lý. Trên hàng công, tân binh Wout Weghorst đã có màn trình diễn tương đối ổn trong hai trận ra mắt vừa qua. Và khi mà Anthony Martial vẫn chưa thể trở lại, thì tiền đạo người Hà Lan sẽ có cơ hội tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mình cho đội bóng mới, khi Man United sẽ chơi tấn công trước Nottingham Forest, chứ không phòng ngự như cuộc đại chiến với pháo thủ. Jadon Sancho chắc chắn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất nơi người hâm mộ. Anh đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội được một tuần, nhưng có lẽ là chưa thể trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh sẽ sớm tái xuất trong vài ngày tới vì những đấu trường nhỏ này sẽ là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để cựu sao Borussia Dortmund tìm lại cảm giác bóng và thi triển những tuyệt kỹ mà anh đã tu luyện trong thời gian bế quan tỏa cảng vừa qua. Nếu số 25 tái xuất ấn tượng, đó sẽ là tin vui cho huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với các cổ động viên. Vì giờ đây, Quỷ Đỏ đã có thêm một sự lựa chọn chất lượng trên hàng tấn công. Trong bối cảnh cả đội đang phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao Marcus Rashford,
người đang có thành tích ghi bàn tốt nhất kể từ sau World Cup 2022. Trong vòng một tháng tới sẽ là 10 trận đấu hứa hẹn vô cùng khốc liệt và có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của cả mùa giải năm nay. Chính điều này buộc chiến lược gia người Hà Lan cần phải toan tính một cách hợp lý để đảm bảo nhân sự luôn đạt thể trạng tốt và lựa chọn đấu pháp phù hợp với từng hoàn cảnh. Về phần Nottingham Forest, sau thất bại trước Man United tại Old Trafford hồi cuối năm ngoái, họ đang sở hữu một phong độ cực kỳ ấn tượng với 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tính rộng ra, kể từ sau World Cup, thầy trò Steve Cooper chỉ nhận duy nhất một thất bại trước Quỷ Đỏ, còn lại là 7 trận không thua với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Tại đấu trường Carabao Cup, đội chủ sân City Ground đã lần lượt đánh bại Blackburn Rovers tại vòng 4 và Blackpool tại tứ kết để xuất sắc điền tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nottingham Forest sẽ ra sân với quyết tâm rất cao nhằm tìm kiếm cơ hội giành lấy danh hiệu, đồng thời trả món nợ với chính Man United sau thất bại cách đây gần một tháng. Về tình hình lực lượng, thủ thành Dean Henderson sẽ không thể góp mặt do đang được Quỷ Đỏ cho mượn. Đồng thời, anh cũng đã dính phải chấn thương đùi và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần. Ngoài ra, Taiwo Awoniyi, Omar Richards, Musa Niakate, Julian Biancone và Chechu Kuyate cũng có thể sẽ vắng mặt do chưa bình phục chấn thương. Cùng với đó, khả năng ra sân của Ryan Yates vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy vậy, hai tân binh của Forest là tiền đạo Chris Wood cùng với tiền vệ trẻ Danilo sẽ có thể góp mặt tại trận bán kết lượt đi. Đây được xem là những sự bổ sung chất lượng cho giai đoạn 2 của mùa giải và giúp đội bóng gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến trụ hạng. Sau hai trận đấu khó khăn vừa qua tại Premier League, các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có cơ hội để tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời giải tỏa áp lực lên đôi chân của họ. Carabao Cup cũng là đấu trường mà Man United đang có cơ hội rất lớn để lên ngôi. Đó được xem là bước ngoặt đầu tiên dưới triều đại của nhà cầm quân 52 tuổi trong công cuộc tái thiết đội bóng. Tiếp theo, hãy cùng Random Football điểm qua một chút về lịch sử đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử, Man United và Nottingham Forest đã đối đầu với nhau tổng cộng 3 lần tại Carabao Cup, hay còn được gọi với cái tên là League Cup. Thành tích toàn thắng đều thuộc về đại diện thành Manchester. Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau là vào ngày 19 tháng 1 năm 1983, khi ấy Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau tại League Cup là vào ngày 11 tháng 11 năm 1998, trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 trên sân vận động Old Trafford. Khi đó thì Man United đã giành thắng lợi với tỷ số 2-1 bằng màn tỏa sáng của hai ngôi sao Jordi Cruyff cùng Ole Gunnar Solskjaer. Con trai của Thánh Johan đã có một cú đúp kiến tạo trong khi sát thủ có gương mặt trẻ thơ, lập cú đúp chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút. Về phía Nottingham Forest, bàn thắng duy nhất của họ được ghi do công của Steve Stone. Mùa giải đó, Tottenham là đội bóng lên ngôi và họ đã đánh bại chính Man United tại tứ kết. Còn trong trận lượt đi, thầy trò Erik ten Hag đã ghi vào lưới thủ thành Wayne Hennessy đến 3 bàn thắng trong một buổi tối mưa tầm tã tại Old Trafford. Marcus Rashford, Anthony Martial cùng với Fred là 3 ngôi sao đã lập công cho đội chủ nhà. Bây giờ, hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của hai đội trước trận đấu vào rạng sáng thứ năm tới. Về phía Man United, sơ đồ 4-2-3-1 tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành số 1 David De Gea, bộ đôi trung vệ sẽ là đội trưởng Harry Maguire kết hợp cùng Victor Lindelof, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Aaron Wan-Bissaka bên cánh phải và Tyrell Malacia ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là sự trở lại của Casemiro và đá cặp cùng với anh sẽ là người đồng hương, đại đế Fred. Trên hàng công, Bruno Fernandes sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Alejandro Garnacho bên cánh trái, Anthony Elanga bên cánh phải và trung phong cắm chính là tân binh Wout Weghorst. Về phía Nottingham Forest, sơ đồ mà nhà cầm quân Steve Cooper sử dụng sẽ là 4-3-1-2. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành người xứ Wales Wayne Hennessy, bộ đôi trung vệ sẽ bao gồm Willy Boly cùng với Joe Worrall. Hai cái tên đảm nhiệm hành lang cánh sẽ là Serge Aurier bên cánh phải và Renan Lodi ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ ba Remo Freuler, Aurel Mangala và tân binh Danilo. Trên hàng công, Morgan Gibbs-White sẽ chơi ở vai trò số 10 để hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Brandon Johnson và cựu cầu thủ Newcastle Chris Wood. Cuối cùng, hãy đến với những phát biểu từ hai vị chiến lược gia trước trận đấu bán kết tại Carabao Cup. Về phía Man United, huấn luyện viên Erik ten Hag đã tỏ ra không hài lòng sau thất bại trước Arsenal. Hai trận đấu liên tiếp chúng tôi gục ngã vào phút chót,
thật khó để chấp nhận việc bạn thua ở giai đoạn cuối trận đấu. Thông thường, chúng tôi xử lý tốt hơn trong những tình huống như vậy. Không thể xảy ra những bàn thua kiểu như vậy. Chúng tôi phải rút ra bài học và bước tiếp. Đó là một bài học toàn đội phải rút ra. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở một vị trí tốt, nhận ra rằng chúng tôi đang phát triển tốt, một quá trình tốt, nhưng tại thời điểm này tôi thấy khó chịu. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng nếu muốn giành được các danh hiệu, bạn phải thay đổi tâm lý thi đấu. Khi nhắc đến yếu tố nhân sự, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ: "Tôi có thể xác nhận rằng Diogo Dalot và Anthony Martial sẽ không góp mặt vì chấn thương mà họ đã gặp phải từ trước. Bên cạnh đó, Jadon Sancho cũng ngồi ngoài vì chưa thực sự sẵn sàng." Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Steve Cooper tỏ ra rất háo hức trước trận bán kết League Cup. "Chúng tôi rất tự hào khi đưa Forest vào bán kết của một giải đấu quan trọng. Chúng tôi rất háo hức trước cuộc đối đầu với Man United. Rõ ràng, đối đầu với Man United trong hai lượt trận là cực kỳ khó khăn. Nhưng đây là trận đấu mà chúng tôi muốn chơi với tất cả những gì mình có để cống hiến. Có một cảm giác thực sự tốt về trận bán kết ở ngay tại thành phố của chúng tôi. Sân vận động rõ ràng sẽ có bầu không khí giống như mọi trận đấu cho đến nay trong mùa giải này. Điều đó thật tuyệt vời và chúng ta thực sự nên đón nhận điều đó. Hãy thi đấu như thể là trận đấu cuối cùng của chúng tôi." Nhận định tổng quan về trận đấu này, chúng tôi cho rằng Man United sẽ rất muốn đánh nhanh diệt gọn để thảnh thơi hơn trong trận lượt về diễn ra sau đó một tuần. Họ phải trải qua lịch thi đấu trung bình 3,2 ngày một trận trong vòng một tháng tới. Và chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn giằng dai với một đối thủ yếu như là Nottingham Forest. Hãy cùng đón xem trận bán kết lượt đi này vào lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 1 sắp tới trên các kênh sóng lậu vì K Cộng hay là FPT không có bản quyền. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.